Bạn là một game thủ FIFA năng động. Bạn muốn chứng tỏ và được hòa mình vào cộng đồng những anh em chơi FIFA khác. Vậy thì hãy cầm điện thoại lên, liên hệ ngay với thông tin bên dưới để sở hữu quả áo FIFA Online 4 cun ngầu, nền màu đen, dáng xì po, không lo bẩn và được chính luận BK review và đảm bảo chất lượng. Nguyễn Hồng Ngọc và Cavani tôi thấy rằng có lẽ sẽ giống kiểu ui xin lùi này, sẽ giống kiểu Ibra đấy. 300 ấy lại bom rồi. Số 4 thôi xong rồi, hero rồi. Hero con này khá ghẻ. 101 300. Y chà. Đỗ luôn chắc không đâu, chào Huỳnh tiến sĩ. Ôi Ronaldo à. Cavani về rồi nhá, rô bao nhiêu rồi? 37. Ôi hai rô. Ngày xưa mở này là bom khủng đấy. Chạy rồi. Số 2. Ôi thôi xong rồi. Ôi Zambrotta. Yes. Top. Con này hình như hiếm lắm này. Zambrotta 8. Con này hình như là có người mua bù. Ôi hay quá. Cộng 8 rồi. Ôi. Mầm mầm mầm. Con đầu tiên để mà xả đạo. Da đen. Ui ra, ra khắm rồi. Số 10. Bồ vàng phu chê. Chán vãi. 4 tỷ. Ngày trước đó là cũng là 500 gói trước. Đấy. 500 gói cộng 400 gói là 900 gói. Và được mỗi con Zidane của bọn LH này vãi cả nhà ấy. Đàn hói. Pháp. Da đen. Số 4. Ơi Carlos Alberto Brazil. Trời ơi da đen rồi mà. Cũng Brazil rồi tại sao không ra con ấy đi. Đi nhô đi. Hay là kể cả ra con ghẻ ghẻ như kiểu là con Carlos Garincha cũng được. Cay vãi. À, Minh Nguyễn đúng rồi, không ăn thịt được. Ôi Kaka, xin chào. Kaka 500. Cho mình 3 trận đấu khởi đầu mùa giải năm nay với 2 trận thua. Số 7, Figo hay là Seva? Seva. Cộng mấy? À, với chiến thắng đó anh em nào đã xem trận đấu Brighton? Yes. Chiến thắng yes. Mồ hôi. Thậm chí còi và trọng tài kết thúc trận đấu còn vang lên trước khi mấu chốt thắng được tỷ số lên 3-2. Ui Vidal nữa kìa. Lại thêm một lần nữa mất bóng. Reguilon. Harry Kane. Bạn Xuân Đồng tự nhiên nhé. Ôi Van Dai à? Van Dai cộng 5 không? Van Dai 19 đu. Ok 3 tỷ tiếp. Ổn luôn nhỉ. Van Dai 19. Ui ôi. Thằng Đi Nhô kìa. Ông Đi Nhô này mà biết là sắp tới Đi Nhô cộng 4 tân binh kia. William vẫn đang còn rất mạnh. Hoàng toàn nặng. Ok. Hà Linh được 1 lên 5 thôi. Ê. Nếu như MU có được Raul này. Chưa biết anh chàng này có phù hợp với MU hay không. Tốt. Nhưng có một tỷ 7 đấy. Lở thế. Trận trước 1-4 à, rồi. Trận này thì đang là 3 đều. Kinh vãi. Thiago 1-1 chỉ số. À Trương Minh Phúc. À bù không biết. Anh không phải thương nhân nhé. Ây rô béo. Muốn biết bù bao nhiêu thì hỏi thương nhân cơ. Tìm thương nhân cơ. Anh không biết đâu. Ui 900. Hai gói ra hai con cộng 6 đi bộ. Rô. Chở mãi với thế rô điệu. Da đen. Ui giời. Ra ông Cà Na. Ô sao lại Cà Na vào đây được nhỉ? 109 chỉ số. À 109 lên là Cà Na lên giá phôi. Lỡ vãi. Đờ bú. Bao nhiêu tiền nhỉ? Tỷ 3 vãi. Cứ tưởng ngon. Đờ bú giờ toàn quá rồi. Firmino vừa vào lủng cái phát thay luôn. Ui. Drogba. Drogba nhưng bao nhiêu tiền? Drogba bây giờ còn 5 tỷ không? Drogba. À 5 tỷ. Thôi cũng được. Màu thị màu, thị màu, 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 màu. Ui ui trắng thế, bát rô. Trường thơm cái gì? Aston Villa đang lên top 2 rồi á. Figo luôn, mé nhỉ nó. Vừa cho vào xong phát ra Figo luôn 3 tỷ 9, cày vãi. Figo móc cộng 5.
Fabinho à? Bao tiền? 6 tỷ. Atu. À, McKenny con này là Juve đúng không nhỉ? 5 tỷ. Được. NG chạy nhanh khỏe. Adu bêu à? Yes, 6 tỷ 8. Được đấy chứ. Xin một con cuối cùng cho ngọt nào. Đây rồi. Ui cụ à? Ồ, Ri Văn Đỗ mẹ tưởng ngon. À, màu da trông đẹp rồi. Hóa ra là Ri Văn Đỗ. Buồn quá.